được lựa chọn từ hơn 5.000 đề cử trên toàn thế giới. Cô giáo người Mỹ 63 tuổi Nancy Atwell đã trở thành giáo viên giỏi nhất thế giới nhờ vào việc đổi mới phương pháp giúp cải thiện việc đọc và viết ở trẻ nhỏ. Phát biểu trong đêm trao giải vào ngày 15 tháng 3 diễn ra tại Dubai, cô Atwell chia sẻ rằng mình cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng và cô sẽ dành toàn bộ phần thưởng 1 triệu đô la cho trung tâm dạy và học của mình tại tiểu bang Maine của Mỹ. Thật khó để diễn tả những gì mà tôi cảm thấy ngay lúc này. Tôi chỉ có thể nói rằng điều này giống như là một phép màu. Bằng cách thay đổi phương pháp dạy và truyền cảm hứng, cô Atwell đã giúp cho các học trò của mình đọc thêm được nhiều cuốn sách mỗi năm. Giải giáo viên toàn cầu được thành lập bởi Rocky Foundation, một chi nhánh từ thiện của tập đoàn giáo dục James nhằm vinh danh những người có cống hiến cho việc dạy học. Giải cũng được xem là giải thưởng lớn nhất trong ngành giáo dục và tương đương như giải Nobel. Góp mặt trong đêm trao giải còn có sự hiện diện của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, chủ tịch danh dự của quỹ Rocky Foundation cùng với các lãnh đạo của Dubai.